các nhà khoa học phát hiện núi lửa băng độc nhất vô nhị trên bề mặt hành tinh lùn sao Diêm Vương. Nhiệm vụ chân trời mới của NASA được thực hiện vào năm 2006 đã chụp những bức ảnh chi tiết về bề mặt của sao Diêm Vương, một hành tinh lùn và là vật thể lớn nhất trong vành đai Kuiper. Bây giờ, một phân tích mới kiểm tra hình ảnh của một khu vực có chứa hai gò đất chính mà các nhà khoa học đã đề xuất là núi lửa băng. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu kết luận rằng bề mặt xung quanh những gò đất này có khả năng được hình thành do hoạt động khá gần đây của các núi lửa băng, hay còn gọi là cryovolcanoes. Phát hiện làm dấy lên khả năng rằng những ngọn núi lửa này có thể vẫn đang hoạt động và nước lỏng, hoặc thứ gì đó tương tự, đang chảy hoặc gần đây, đã chảy dưới bề mặt của sao Diêm Vương. Hoạt động gần đây cũng có nghĩa là có khả năng có nhiều nhiệt hơn bên trong sao Diêm Vương mà các nhà khoa học nghĩ trước đây. Với những nghiên cứu khác gần đây, các nhà khoa học cho biết công trình của họ thậm chí có thể nâng cao khả năng tồn tại sự sống dưới bề mặt sao Diêm Vương. Các nhà nghiên cứu đã phân tích các bức ảnh chụp một khu vực được thống trị bởi hai gò đất lớn, được gọi là Roy Moss và Picaros Moss, mà các nhà khoa học cho rằng đó là những mỏm đá. Roy Moss là một ngọn núi cao từ 2,5 đến 3 dặm, khoảng 4 đến 5 km và rộng khoảng 90 dặm, khoảng 150 km, trong khi Picaros Moss cao khoảng 4 dặm, khoảng 7 km và rộng 150 dặm, khoảng 250 km. Những ngọn núi lửa bị nghi ngờ là băng cũng có những chỗ trũng cực kỳ sâu ở đỉnh của chúng, cái trên White Moss sâu ngang với đỉnh núi cao. Nhiều phần của khu vực cũng có hình dạng bất thường, sần sùi hoặc hình khối được tạo thành từ các gò tròn nhấp nhô. Các nhà nghiên cứu cho rằng những gò đất nhỏ hơn hình thành từ núi lửa băng có thể tích tụ theo thời gian để tạo thành hai gò đất chính này. Kelsey Singer, một nhà khoa học hành tinh tại Viện Nghiên cứu Tây Nam ở Boulder, Colorado và là tác giả chính của nghiên cứu, nói với Space.com không có khu vực nào khác trên sao Diêm Vương giống khu vực này và nó hoàn toàn độc nhất trong hệ mặt trời. Không giống như các khu vực khác của sao Diêm Vương, khu vực này có ít hoặc không có hố va chạm, cho thấy bề mặt được hình thành tương đối gần đây trong thời gian địa chất. Căn cứ vào việc thiếu các miệng núi lửa, khu vực này có thể không già hơn 1 hoặc 2 tỷ năm tuổi, với một số khu vực có thể ít hơn 200 triệu năm tuổi, Singer nói. Theo một số cách, cryovolcanoes tương tự như núi lửa trên trái đất, vì phần lớn bề mặt của sao Diêm Vương được tạo thành từ băng và nhiệt độ trên sao Diêm Vương thấp hơn nhiều so với điểm đóng băng của nước. Điều đó có nghĩa là nước lỏng hoặc một thứ gì đó tương tự, ít nhất là chất lỏng hoặc di động một phần, sẽ giống như magma trên trái đất trồi lên bề mặt sau một vụ phun trào và đóng băng hoặc cứng lại thành chất rắn. Nó có thể không hoàn toàn ở dạng lỏng, nó có thể giống một thứ sền sệt hơn khi bạn có một ít chất lỏng và một ít đá, hoặc nó thậm chí có thể giống như một chất rắn đang chảy. Singer nói, có thể giống như sốt cà chua hoặc bột chét ngớ ngẩn hơn. Nó thậm chí có thể là băng rắn hơn vẫn có thể chảy. Bà nói, tất cả chúng ta đều biết rằng băng có thể chảy, vì chúng ta có các sông băng chảy trên trái đất. Mặc dù các nhà khoa học không hoàn toàn hiểu hoạt động cryovolcanic trên sao Diêm Vương có thể hoạt động như thế nào, nhưng nó có thể được cung cấp năng lượng bởi nhiệt phóng xạ tạo ra bởi sự phân hủy của các nguyên tố phóng xạ trong nội thất của hành tinh lùn. Hiện tượng tương tự cũng là một trong những nguồn nhiệt bên trong trái đất. Mặc dù sao Diêm Vương không có kiến tạo mảng, hệ thống phức tạp của lớp vỏ lục địa chuyển dịch làm cơ sở cho hoạt động địa chất trên trái đất. Các nhà khoa học gọi hoạt động địa chất như vậy trên sao Diêm Vương là kiến tạo chung, vẫn có thể tạo ra các đặc điểm giống như đứt gãy trong đá, nhưng không có mảng kiến tạo. Một số núi lửa trên trái đất và các hành tinh khác cũng có một chỗ lõm ở giữa, gọi là miệng núi lửa, được hình thành khi một ngọn núi lửa mới phun trào sụp đổ vào khoảng trống do tất cả vật chất mà nó phun ra để lại. Nhưng chỗ lõm trên Roy Moss sâu đến mức núi lửa sẽ phải mất khoảng một nửa thể tích để có hình dạng tương tự như màu Na Loa, một ngọn núi lửa hình khiên ở Hawaii, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên trái đất và tương đối nhỏ. Singer nói, mặc dù hai cấu trúc có khối lượng tương tự nhau. Vẫn còn rất nhiều nhà nghiên cứu chưa biết về những đặc điểm này, cách chúng được hình thành và cách thức hoạt động của thuyết cryovolcanism trên sao Diêm Vương. Ý tưởng cho rằng nước lỏng có thể tồn tại bên dưới bề mặt sao Diêm Vương, làm tăng cơ hội sự sống tồn tại trên sao Diêm Vương từ thực tế không tồn tại thành hợp lý hơn một chút. Dựa trên nghiên cứu khác cho thấy rằng
Sao Diêm Vương nóng khi nó mới hình thành và vẫn có thể có một đại dương lỏng bên dưới bề mặt băng giá của nó. Tôi nghĩ rằng nó hứa hẹn hơn một chút và có thể có một số nhiệt và chất lỏng, có khả năng là nước lỏng gần bề mặt hơn, Singer nói. Nhưng vẫn còn một số thách thức lớn đối với những vi sinh vật tội nghiệp muốn sống trên sao Diêm Vương.